đến với kênh Mai Vàng Kia Gia ha. Hôm nay mình tiếp tục lại chỗ bạn Tăng nữa. Bạn Tăng giao lưu mai làm đất không à. Rồi chào Tăng Tăng ơi. Rồi xin chào tất cả các cô chú. Hôm nay em có hai cây mai kem này giao lưu với cô chú mình ha. Rồi số điện thoại của em là 0914 967 567, số này cũng là số Zalo của em luôn. Có gì em hỗ trợ qua Zalo thêm. Rồi số điện thoại mình để trên màn hình nha anh em. Chi tiết vào cây mai kem số 1 của chú ơi. Số 1 mai kem. Thông số chiều cao. Cao nó 1,5 m đi cô chú ơi. Cao 1,5 m. Rồi, ngang luôn. Ngang này 1,3 m. Ngang 1,3 m, cao 1,5 m. Đó, rung cho cô chú mình xem luôn, rung lên. Rung rung nó rụng hoa luôn rồi. Rụng hoa luôn. Đó. Này cũng khó di chuyển ha cô chú mình, tham khảo cố gắng ha. Cái này do này tàn thì cũng tương đối tàn thì nếu mình bẻ sơ sơ lại là nó tròn luôn ha. Đó, cái này mình về mình vô dây mình bẻ lại cô chú ơi. Còn cô chú nào muốn kỹ tính thì mình cuôn vô mình lấy chi cành lại. Đây cành nó đóng rất là đều, dầm cành nó đóng nhiều lắm. Này mình vừa cứ vô thì, vô dây cái mình căng ra cái là nó tròn ha. Rồi, vào hoành thăng luôn. Hoành thăng này nó cũng tương đối nhỏ cô chú ơi. Mai kem 21 20, 21 đi. Rồi, 21. 22 tính 22. Chỗ thông số bạn Tăng này ok luôn á. Cái này thì đế chưa có môi nhiều cô chú ơi. Không làm đế luôn ha. Không làm luôn. Rồi, mặt bông. Bông này là 5, 7, 9 cánh luôn nè cô chú. Đúng rồi, 5, 7, 9 chín cánh, đây cũng chín cánh nè cô chú ơi. Này ghim luôn ha. Cái này là mai kem ghim luôn. Thơm phức. Không phải là mai ghép. Hoa rất là thơm. Quá trời ông nó bù. Trên xuống. Không làm đế ha. Đây do nè. Này nó này giống như sụ trời. Cũng bể nát hết trơn cái này nó nhỏ. Già cây ha. Già lắm rồi nghe cô chú. Đặc biệt. Đất cũng có gần 10 năm mười mấy năm rồi đó. Nó thơm ong nó bu. Cái này thấy bông nào cũng cái này 579 cánh không? 7, cánh nhiều cô chú ơi. Nhiều ha. 79 cánh nhiều. Mai kem thì anh em mình biết rồi đó. Nó so sánh giữa mai kem với mai vàng cho cô chú mình luôn nè. Đó. Đó, bông này cũng 7-9 cánh, 9 cánh. Trời giật ha. Này kem ha, này vàng bình thường mình. Rồi cái này mình giao lưu sao ha Tăng ha? Cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 5 triệu bao ship 200 km. 5 triệu ship 200 km. Rồi, bao vận chuyển an toàn ha. Bao vận chuyển an toàn cho cô chú. Mình qua cây mè kem số 2. Rồi qua cây mè kem số 2. Rồi tiếp theo là cây mai số 2. Rồi, số 2 mai kem. Cây mai kem luôn nghe cô chú. Cho cái chiều cao. Cho chiều cao đi. Cao. Chiều cao nó tầm khoảng 3 mét cô chú. Khoảng 3 mét ha. Ngang luôn. Tàng thiên nhiên. Cái ngang này chắc tầm khoảng 2,8 3 mét đó cô chú ơi. 2,8 3 mét ha. Thông số bảo thông số luôn á. Cho bằng tăng là ok luôn á. Rồi cây thì cây tàng tự nhiên. Cái này mình về mình cắt sửa thêm. Này do nó khó di chuyển lắm nghe cô chú anh chị mình cũng cố gắng theo dõi. Tàn này cũng tương đối tròn á. Tàn này thì tàn tự nhiên nhưng mà nó cũng tròn tròn sẵn này cô chú ơi. Tàn này cũng tương đối tròn nghe cô chú anh chị mình. Thì kênh em thì ghi nhận sau thì báo với cô chú anh chị mình vậy á. À. Lại cây mai kem zin. Cây này là cây zin luôn nha cô chú. Zin luôn chứ không phải cây ghép nha. Zin luôn ha. Bông nè. Bông. Ok. Bông này cũng 5 7 cánh 9 cánh đồ nghe cô chú. Này lô mai kem thì nó có một lô một cô chú. Lô một của cái số 1 ha.
Bình Thân. Rồi. Bình Thân của nó là 35. 35. Nó cách cách mặt đất chắc khoảng 2 tấc thôi cô chú. Rồi xuống cũ. Như đầu cổ ghế. Đầu cổ ghế. Đầu cổ ghế là 50 cô chú ơi. Trừ hao luôn ha. Trừ hao cho cô chú luôn. Tết rồi. Xì luôn. Ăn thua là mình giá cả mình thôi ha. Đó, cái này nó đóng một cốt nhưng mà lên đây nó 4 thân 5 thân vậy nghe cô chú. Rồi to cái độ thấu thân đó lên tới chỗ mà nó chia thấu thân nó được là 29. 29. Nó cái này nó bể xù hết trơn này cô chú ơi. Nó cộm lên cốm hết trơn này. Cây này là tương lai là lên xù ha. Đây, mặt này là nó cháy nè. Cháy luôn hả? À? Anh quay mặt này nè. Mặt này là cháy hết đó. Này ha. Đây thì bể đế thì nó cũng đều hết. Đế là ok, cũng đủ xài. Hơi khó quay, cô chú anh chị mình cố gắng theo dõi bể đế cho kỹ kỹ ha. Có gì hỗ trợ Zalo thêm nha. Có gì thì hỗ trợ cho cô chú mình qua Zalo thêm. À, dưới chia lên 5 thằng hả? 5 thằng ngủ phúc luôn cô chú ơi. Ngủ phúc luôn. Vừa quay Tết mà mình rước cái này về chơi thì không thủy luôn. Đó, lọc. Có lọc. Ngủ phúc có ngủ phúc. Cái này cũng là dạng bông chùm nha cô chú. Bông chùm. Đặc biệt là nó ghim ha, không ghép. Hay ghim. Hoa nó thơm lắm nha. Có ông nó bu nha cô chú anh chị mình. Nó thơm. Cái loại này nè. Loại này nó ngổ ha. Rồi này mình giá giao lưu sao tặng ha. Cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 19 triệu, bao ship 200 km luôn. 19 triệu, ship 200 km. Rồi. Rồi. Hết ha tặng. Dạ. Rồi hôm nay có hai cây mai kem này muốn giao lưu với cô chú anh chị mình thì cũng mong cô chú anh chị mình ủng hộ nha. Rồi. Rồi cũng còn một cây mai vàng đây. Cây này cô chú anh chị nào này không giao lưu ha. Không giao lưu. Cây này cũng chuẩn cây lắm nghe cô chú. Rồi kênh mai vàng đến đây cũng xin được phép được tạm ngưng. Cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem clip ha. Thì cũng nhớ đăng ký kênh để đón những cái video mới nhất ha. Rồi sẵn đây mình cũng review cái cây này cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó. Chuẩn cây ha, một cốt. Giót đọt. Bông là ok. Có bông dưới gốc luôn nè. Đó. Đủ dưới gốc nhóc chân cô chú ơi. Quá quá đặc biệt cái ta. Đó, đặc biệt đó. Đây nè, nhưng nguyên dàn nụ còn nhóc chân nè. Đó, về mặt bông thì này ngọt chín ha. Cánh luôn nè. Đó, cây này nó già dữ lắm già. Tôi nhá nhá thử cây thước này bự lớn. Bình Thân này chắc cũng tương đối chứ không bự. Nhưng mà đều nó chuẩn cây ha. Chuẩn 36 à. 36. Nó thân còn, thì cũng còn cái bệ đế của nó cô chú nhìn thấy nè. Dữ lắm. Nguyên một cái bệ đặc sệt. Thân cũng lắc lượng. Tương lai. Lỡ có ai muốn giao lưu thì sao chạy. Cái này cô chú nào hợp nhãn muốn giao lưu thì mình giao lưu luôn. À, muốn giao lưu giao lưu luôn ha. Rồi review tới đây thôi. Rồi review cho cô chú mình xem tham khảo. Rồi một lần nữa xin gửi lời chúc đến toàn thể anh em cô chú mình đang xem kênh Mai Vàng Kiên Giang ha. Năm mới được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trong mọi lĩnh vực ha. Rồi mình chào anh em cô chú mình ha.